Anh em con khỉ. He, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Ngày qua em làm xong rồi, em giao hàng xong em mệt muốn chết luôn, em gán quét lau sạch sẽ. Sáng ra mà gió mà cỡ này nè cô chú. Không có đường nào tả nổi luôn. Coi nè. Tới đâu mà tấp vô trong nhà, trong cửa không gì nè, em cũng không biết nữa. Ở ngoài đó thì em quét sạch sẽ ngày hôm qua hết trơn rồi. Giờ cái đổ đâu trên nóc nhà nó chỉ bên Trung Quốc này sao mà bụi quá trời bụi luôn. Nó bay vô nó tấp ra vô trong nhà em cỡ này nè cô chú. Còn ngày hôm qua nó dỗ cái miếng này nè. Nó muốn sập nhà luôn cô chú, nó dỗ kìa, hở ra luôn rồi kìa. Nó làm đùng. Ở trong nhà con heo nó sợ muốn chết, nó ngủ không được luôn cô chú. Rồi khai sự, anh đi hầu lại. Tay là xì chinh xua. Tay là xua, xích lại mẹ nè. Con tên gì? Con tên là Dạ. Con mấy tuổi? 3 tuổi rồi. Giỏi quá. Nói con gần 4 tuổi. Con nhà con 4 tuổi. Con xích lại mẹ nè. Con nói ông bà ơi. Ông bà ơi. Thương măng dạ không? Thương măng dạ không? Thương con. Thương con. Like cho con. Like cho con. Đăng ký kênh. Cảm ơn ông bà nhiều lắm. Đi, cày xin đi, cày xin cho ông bà đây đàng hoàng nè. Tùy cày xin đi. Cái xin trong bài đi, cái xin. Thả trái tim. Thả xích ra cho mà ông bà không có thấy nè, xích ra. Ờ, rồi trái tim bự. Tái xin. Tái xin. Tuy, giỏi. Kêu hai mẹ con làm trái tim đó. Con làm tái xin thậu cho ông bà coi đi. Con chi gì làm đi, thậu đi. Dạy mẹ nữa đó. Rồi con làm tái xin thậu cho ông bà coi đi. Liên cơ sổ. Nị liên cơ sổ, mama liêu xìu phiến này, nị liên cơ sổ. Nị liên cơ sổ đi, ờ nị nung quả đi, tới mama kè nị nung. Ờ, nị nung liên cơ ý cơ đi rồi mama kè nung. Rồi, xưa. Ông bà ơi. Con tặng tim. Cho ông bà. I love you. Chua hào thiên, chua thưa ông bà cô chú. Con là. Măng dạ. Con chúc. Ông bà ngày mới vui vẻ. Nhìn mẹ nè, rồi con nói đi. Xin chào cả nhà đi con. Chị Jin Sua. Xin chào cả nhà, con đi chợ. Không có đi chợ, con đi học. Con đi học. Ừ, giỏi quá, con tên gì? Con tên Măng Dạ. Con mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi. Ừ, con gần 4 tuổi. Con 1 tuổi. Ừ, giỏi. Bà ơi bà, anh bà, cho cháu mà đi. Khi cháu vâng lời. Khi cháu hai lời, cho cháu mà đi. Cho biết bà vui. Cho biết bà vui. Ờ, phát âm không có chuẩn rồi, nhìn mẹ nè. Rồi xin Phan Tà Hầu lại, Phan Tà Hầu lại thương bà cô chú đi. Thương bà cô chú. Con đi học. Đi học. Giỏi quá, cười chú mỏ hồn. Cười. Chú mỏ hồn. Nói chưa, ông bà ơi. Ông bà ơi. Thương con không? Thương con. Nhìn mẹ nè, thương con không? Chú mỏ. Kệ ông bà tiểu sữa ấy xin. Kệ ông bà sữa ấy xin. Bắn tim cho ông bà đi. Tùy, giỏi quá, đúng rồi đó. Rồi, giơ lên, giơ lên. Rồi tay ấy xin. Tay ấy xin. Tay ấy xin. Tay ấy xin. Ừ, cho ông bà cô chú coi đi con. Mời cô chú ăn cơm vợ chồng em nha. Em coi thịt kho rượu nè cô chú. Cái tối rồi nhìn đèn không có sáng, nhìn cái màu nó không có được đẹp. Đó, cái này cho ba chồng em mới về. Cái này thì anh Trung Quốc chị ăn cơm rồi cô chú ơi. Chào cả nhà. Xua, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời đi. Mời đi. Kêu mời đi. Ừ, tùy, đúng rồi đó. Giỏi. Ê, ngon không? Ngon. Mệt không? Mệt. Thiệt không? Không. Mệt thì ăn đi. Nói nè, vợ ơi. Xua, vợ ơi. Anh yêu em. Anh yêu em con khỉ. Biển không? Xua đây, vợ ơi. Vợ ơi. Ngon quá. Ngon quá.
chứ mắc mệt chưa. Cái nào cũng mời hết trơn. Bữa nay em làm ở ngoài xong mà cái vô cái em lụp chụp á cô chú cũng như là quýnh hết trơn đó, trễ giờ á. Rồi em kho thịt chưa có được mềm hung. Rồi em kho cái em cũng quên quay video lại cô chú, quay video lại á. Rồi cho nên là không có khúc đó, chỉ có khúc ăn cơm thôi. Cô chú thông cảm cho em nha. Tại vì em giỏi quá. Nó heo đem cho ông nội đó cô chú. Rồi, na kệ ra đi. Đưa thịt kho cho ông nội rồi đó. Ông nội về lấy nước. Nhớ ông nội rồi mấy ngày không gặp. Thấy nó mệt chưa? Cái đầu gọi chưa cột nữa. Ra đây bên canh sầu môi à, lợn chi đó liền. Heo nó dạng thỏ kìa cô chú ơi. Chuẩn bị đi ngủ ban đêm rồi đó. Giờ này mà còn vẽ nữa đó. Vẽ con mắt, vẽ miệng nữa kìa. Vẽ cái mình, vẽ cái tay, vẽ cái chân. Quá sao là? Bánh trứng bà bạc ha. Mẹ coi đây, mẹ cho ông chú, cô chú coi đây. Nè. Tắt rồi. Nè cho cô chú coi. Đây, quay lại, con quay lại. Đâu mẹ coi coi. Nó ông bà cô chú ơi. Nè con nhìn đây, con nói xin chào ông bà cô chú đây, cho ông bà cô chú coi đi con. Video của em đến đây là hết rồi. Bye bye cả nhà.